sau. Rồi, đề nghị cho hai vận động viên chào hỗ tay nhá. Lô đài Megati kỳ 46, trận đầu tiên là trận công đài giữa vận động viên Huỳnh Thái Quang, Bình Dương và đài chủ là Lê Quốc Tiến, không đều. Một không. Rất tốt, đều. Là cả hai bên đều có cái lối đánh rất là đẹp và cửa ly trung bình và đối dập xa bàn. Tiến hiện tại đang ở trình D và Quang thì đang ở trình C, nhưng xét về mặt thực lực thì không có gì khác biệt trên là gì nhiều. Vấn đề là trạng thái thi đấu của hai bên như thế nào thôi. Đấy, rõ ràng Tiến thi đấu thì gần đây trong những trận thi đấu thì Tiến đã thể hiện là anh đã có bản lĩnh thi đấu rất tốt. 3-1. Rất tốt. Wow, pha bóng rất đẹp. 4-1. Hay quá. Rất tốt của Lê Quốc Tiến. Thấy bóng Lê Quốc Tiến đánh rất là khó chịu. Ba bốn. Thì thấy Quang là tư vật có lối đánh rất đẹp mắt, cái kỹ thuật được tương đối đều cả hai bên và lối đánh của anh rất nhẹ nhàng, thu sinh đòn thì không hề nhẹ thế nào. 6-3. Thì Huỳnh Thái Quang đã thắng được số tiền là tỷ số là 11-7. Tỷ số toàn cục bây giờ đang là